cái lô nào mình lại đi mít này. Bạn thích đi mít hay đi top hả Z? Đi mày tôi chơi được hết. Đi cùng mọi bạn định đi đâu? Ý của bạn như thế nào? Địt mẹ lạnh lùng boy à? Ok. Mình thích những người lạnh lùng boy như bạn ấy. Ôi dồi, địt mẹ mình ghê vãi lồn luôn. Nghè luôn đấy. Vãi lồn kinh vậy. Có phải ghê gớm đấy. Ôi địt mẹ. Giúp á. Địt mẹ mày. Không biết giúp rồi, không biết giúp. Đi con mẹ. Không phải nghề rồi. Thông cảm nhá. Giúp dừng là đéo bao giúp nhá. Đi mẹ, thông cảm. Đéo phải nghề của mình luôn. Phun AB á. Được, không có gì. Đi mẹ phun AB cũng được. Bình thường em. Nhìn giết thằng này cho coi này. Địt mọ mày luôn rồi. Địt mọ mày luôn. Xôi ôi. Địt phải có giáp ảo rồi nhưng vẫn chết. Địt không mọ. Ghê gớm. Phun máu cho chết. Anh phun máu đây. Anh thấy phun máu địt mẹ lên tầm hơn chục ca máu á. Ôi địt mẹ nó lên cái gì ấy. Kháng phép à. Tính toán của mình là sai anh em ạ. Địt mẹ lên kháng phép rồi. Hẳn nào mất có tí máu này. Đây rồi, lần này sẽ nó chuẩn bị bị phải chết luôn rồi anh em ạ. 17 giây nữa, thôi mình kiên trì 17 giây nữa cho có thiếu đốt cho nó giết cho nó hợp lý nhá. Hay là cấu máu, cấu thêm một lần nữa. Sợ cấu thêm lần này nữa thì phải nó sẽ ấy á, nó sẽ về á. Hợp lý. Hợp lý, không để cho nó về được. Cho ulti, đúng rồi, địt mình thích lại ulti rồi. Chúng kế vãi lồn luôn. Địt mà tưởng ulti là thoát à bạn. Bạn chạy về ra bạn đéo thoát được, nói chung là đéo thoát được. Bật ulti đây rồi chạy nhanh vãi lồn. Xin vung tới. Và giết nó luôn, giết cả hai luôn. Nếu có ba thằng giết cả ba luôn. Xin vung lo được. Lo được. Địt mẹ chết con mẹ bạn luôn. Địt mẹ bạn lại lo chuyện bao đồng này. Địt mỏ mà lo chuyện bao đồng chết con mẹ luôn. Nhiều chuyện vãi lồn. Sao con bạn nào sống ấy? Con bạn nào ở đấy đấy? Kênh kia đâu anh á? Kênh kia anh đăng clip, còn kênh này đi bài em. Mẹ tự đi vào đọc luôn. Anh em ơi, ăn lồn này anh em ơi. Đi phải lừa được, đang đớt rồi. Né tiếp, đến từ mình luôn. Đi con mẹ, hai không. Đi mẹ, hai. Địt mẹ có dính đấy luôn, có chuột đấy luôn. Địt mọi không sao cả anh em. Chúng ta làm được. Đúng rồi, búp cho tôi là đúng rồi. Nhưng mà tôi chạy chậm vãi lồn không ạ. Địt mẹ đánh luôn đa đớt. Không sao. Bạn chết đi. Đúng rồi, bạn chết được, không sao cả. Xin vui. Địt mọi đánh chuột. Tớ tanh rồi, tớ biết ý định của bạn mà. Địt mẹ tớ tanh cho tiếp đây, đánh tiếp. Chuột. Cuối cùng đã nghe tiếng hiểu không? Địt mẹ mà đánh một hồi quay ra quay vào. Cuối cùng địt mẹ đã nghe tiếng gọi của mình. Điếc mẹ rồi. Không hiểu được. Fuck you. Địt mẹ mày. Lên em. Địt mẹ quả này fuck you luôn rồi. Bực hết mình đi từ sinh khu. Cho cái chiêu đốt vào đầu chết mẹ luôn. Địt mẹ băng trụ tối thượng luôn. Cứu bú. Đéo thì kéo được đến từ nó luôn. Đánh tiếp, tối thượng, đi con mẹ mày, chết liền. Thôi đi về,
đéo gì. Mình nghĩ đây là chuyện đùa. Nhìn này, kích hoạt máu này, máu siêu cấp này, đánh tất cả mọi đối thủ này. Thôi giết thằng Dinh trước, nhìn này Dinh dễ ăn vãi lột. Anh em ạ, nhìn này Dinh này. Ý. Con mẹ bạn. Đụt mọ mà điên rồi, đến từ sinh gum luôn. Đụt mọ mà cay giái rồi đó. Đụt mọ, cứu bạn đi các bạn. Né hay đến từ sinh gum luôn, đéo né gì luôn này. Ôi đi mẹ, vãi lột. Nhà đến nhà cái đi vậy, chúng ta xua Pechu cái anh em ơi. Về đây. Về nhưng vẫn tham chúng lính luôn. Theo chú Minh Béo đi, địt mẹ ăn dù bị cướp cũng vẫn ăn. Không sao cả, địt mẹ chú Minh Béo đang tự tin. Bạn chuột vào giúp chú Minh Béo ăn cho nhanh này, bạn chuột lại còn ăn cóc nữa. Đi con mẹ mà. Côn cái tem này thật là mệt. Vẫn ăn cóc, vẫn làm gì đó, ăn cả blue luôn. Địt mọi và tốn thời gian vãi lột. Rồi nó ra đây luôn. Xin gùm vừa hết mana luôn. Thôi đi bòi chơi nữa, địt phải đi đánh nhau vậy. Búp cho Sinh Gum. Rồi, may có Sinh Gum đào lên ghê gớm nhở. Anh em kìa, anh em đâu rồi? Đánh luôn. Tại đâu cắt nơi đi Sinh Gum. Châu vãi lồn anh em ạ. Không hiểu sao châu luôn. Chạy cho bọn nó đánh thoải mái luôn anh em ạ. Thôi địt mẹ, địt mọi Sinh Gum dỗi luôn, đéo ăn Baron, đéo đẩy nhà nữa, đi về. Cứ địt mọ. Tử chiến, địt mẹ. Mình sẽ tử chiến với bạn. Tớ thề luôn, tớ đủ sức tử chiến với bạn luôn. Địt mẹ tớ thề luôn. Đó, thấy không, thấy tớ đủ sức chưa. Tớ vẫn đủ sức tử chiến với bạn luôn. Địt mẹ, bạn tốc biến tớ xem nào. Địt mẹ thấy chưa. Vãi lột anh em. Địt mẹ chuyện lột gì đây. Né hay đấy, tư duy vung vẫn né hay luôn. Thì lướt cũng hay luôn. Đứng đây hồi máu tí xong quay lại đánh nhau tiếp anh em. Thì đánh đi, địt mẹ mình hồi máu đã. Đi anh em bình tĩnh. Đánh tiếp được. Đúng rồi, nó lên đùa. Còn đằng sau này còn ra xua thì phải chặn mẹ lính anh em ơi. Vào phá nhà đi. Địt mọ Sinh Gum tới hả? Đéo hiểu đâu. Phá nhà thôi. Địt mẹ đánh thằng Loni quay đuổi thằng kia làm tí. Phá nhà này coi. Đói đuổi nó cuối cùng. Địt mẹ chết mẹ thằng kia rồi anh em ơi. Nó chết mẹ người kìa. Nổ đi. Đi mẹ giết luôn bạn. Ui xôi rồi. Từ từ mình đứng hồi máu đã anh em nhá. Đứng hồi máu đã các gác. Từ từ hồi đầy máu xong đánh tiếp ạ. Chúng ta đi con mẹ là người thông minh mà. Đâu phải kiểu đi mẹ kẻ vũ phu đâu. Đi con mẹ bạn. Đi bạn bật lên. Đi mẹ mà gây gớm luôn thì tôi xin gùm. Đi mẹ mày. Mọi tuyệt vời. Địt mọ nói hay luôn. Địt mọ từ từ hồi máu đã xong quay lại đánh tiếp. Cứ từ từ thôi. Đúng rồi. Chính lúc tới này chứ mà hồi máu rồi này. Đúng rồi. Địt của mọ mọ. Giết luôn. Không phải. Cái tâm vãi luôn. Và đã từ từ được về mua luôn nốt đồ đã. Địt ba máu này, stack 9, bất tử con mẹ. Tuyệt vời. Trước đây trận đấu cũng tuyệt vời đấy anh em. Địt co mẹ pha combat của anh cũng ổn áp, gọi là ổn áp. Địt co mẹ hồi máu liên tục, bất tử mẹ luôn.